Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Cô rất vui khi được gặp chúng mình ở tiết học vần của ngày hôm nay đấy. Ở bài 101 tiết trước, cô đã giới thiệu với chúng mình hai vần mới là vần ôi và vần ơi rồi đúng không? Cô và các con còn cùng nhau tìm được rất nhiều các tiếng chứa vần ôi và vần ơi ở trong cuộc sống nữa. Và ở tiết học này, cô có một bài đọc rất hay muốn giới thiệu với chúng mình. Và để biết bài đọc này như thế nào, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bài 101. Đó là phần tập đọc. Nhìn vào bức tranh này, chúng mình đã phần nào đoán được nội dung nói về nhân vật nào rồi đúng không? Đó chính là nhân vật ong và bướm đấy. Và để biết được hai bạn đã nói chuyện gì với nhau thì chúng mình cùng đến với bài tập đọc có tên Ong và Bướm nhé. Đầu tiên, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu một lần nào. Ong và bướm. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay vội, bướm liền gọi rủ đi chơi. Ong trả lời: tôi còn bận, mẹ tôi dặn việc chưa xong, đi chơi rong, mẹ không thích. Vừa rồi, chúng mình đã được lắng nghe cô đọc mẫu lần rồi phải không nào? Và bây giờ, các con hãy cho cô biết bài tập đọc này thuộc thể loại gì? Các con trả lời chính xác rồi đấy, bài đọc này thuộc thể loại thơ. Và trong bài thơ này, cô có hai từ muốn giải nghĩa với chúng mình như sau. Và đầu tiên, đó chính là tiếng lượn. Lượn có nghĩa là di chuyển bằng cách trao nghiêng thân hoặc cuốn mình theo đường vòng đấy. Từ tiếp theo, đó chính là từ chơi rong. Chơi rong có nghĩa là đi chơi lang thang, không có mục đích gì hết. Vừa rồi, cô đã giải nghĩa cho chúng mình hai từ khó hiểu ở trong bài rồi đấy. Như vậy, chúng mình sẽ hiểu bài này một cách rõ ràng hơn. Và tiếp theo, chúng mình hãy nhanh tay nhanh mắt tìm cho cô tất cả các tiếng có chứa vần ôi và vần ơi trong bài này nào. Chúng mình tìm rất là giỏi rồi đấy. Và đây là những từ mà cô vừa tìm được. Đầu tiên, cô tìm được tiếng vội. Trong tiếng vội có chứa vần ôi. Tiếp theo, cô tìm được tiếng chơi. Trong tiếng chơi có chứa vần ơi. Và trong bài này gồm có hai tiếng chơi. Tiếng lời. Trong tiếng lời có chứa vần ơi. Tiếng tôi. Trong tiếng tôi có chứa vần ôi. Và trong bài này gồm có hai tiếng tôi. Đây là tất cả các tiếng có chứa vần ôi và vần ơi ở trong bài này đấy. Và bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau đọc thật to tiếng này nhé. Vội, chơi, lời, tôi. Đây là một bài thơ rất là hay dành cho lứa tuổi của chúng mình. Và bây giờ chúng mình cùng nhau bước sang phần luyện đọc nhé. Để luyện đọc thật tốt bài thơ này, đầu tiên chúng mình cùng nhau luyện đọc các từ khó nào. Và các từ khó có trong bài thơ như sau. Bướm trắng, vườn hồng, bay vội, việc chưa xong, không thích. Trong bài thơ này gồm có 5 từ khó đọc. Và bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc 5 từ này nhé. Bướm trắng, vườn hồng, bay vội, việc chưa xong, không thích. Trong bài thơ này gồm có 2 khổ thơ. Khổ thơ đầu tiên, từ đầu cho đến rủ đi chơi. Khổ thơ thứ hai, từ ong trả lời cho đến hết. Và vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau luyện đọc các từ khó có trong bài thơ này rồi. Sau khi luyện đọc các từ khó có trong bài xong, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc các dòng thơ nhé. Sau khi luyện đọc các dòng thơ xong,
chúng mình sẽ chuyển sang luyện đọc theo đoạn thơ và sau đó là đọc toàn bài. Và bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc từng dòng nhé. Ong và bướm. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay vội. Bướm liền gọi rủ đi chơi, ong trả lời tôi còn bận, mẹ tôi dặn việc chưa xong, đi chơi rong mẹ không thích. Vừa rồi các con đã được lắng nghe cô đọc từng dòng thơ rồi phải không? Sau khi chúng mình đã luyện đọc từng dòng thơ thành thạo rồi thì việc đọc từng đoạn thơ là chuyện vô cùng đơn giản. Và sau khi chúng mình luyện đọc từng đoạn thơ xong thì chúng mình có thể đọc toàn bài nhé. Cô tin rằng dưới sự hướng dẫn của cô thì các con sẽ đọc thật hai bài thơ này. Và để tìm hiểu bài thơ này như thế nào, chúng mình cùng nhau sang phần tìm hiểu bài nhé. Trong bài thơ này nói về hai nhân vật ong và bướm đúng không nào? Và các con hãy cho cô biết bướm gặp ong ở đâu? Các con trả lời chính xác rồi đấy, bướm gặp ong ở vườn hồng. Và tiếp theo, các con hãy cho cô biết bướm gọi ong để làm gì? Các con trả lời rất chính xác, bướm gọi ong để rủ đi chơi. Tiếp theo, các con hãy cho cô biết ong có đồng ý đi chơi cùng với bướm hay không? Các con trả lời chính xác rồi đấy, bạn ong không đồng ý đi chơi cùng bạn bướm bởi vì bạn ong còn đang bận. Và để biết thêm vì sao bạn ong không đi chơi cùng bạn bướm, chúng mình cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng của cô như sau. Vì sao ong không đi chơi cùng bướm? Ý thứ nhất, vì ong nghe lời mẹ, làm việc xong mới đi chơi. Ý thứ hai, vì ong không thích chơi với bướm. Và nhiệm vụ của chúng mình đó chính là chọn ra đáp án đúng. Và thời gian làm bài của chúng mình bắt đầu. Thời gian của chúng mình đã kết thúc rồi. Cô khen tất cả các con. Và đây là đáp án của cô. Ong không đi chơi cùng bướm vì sao? Vì ong nghe lời mẹ, làm việc xong mới đi chơi. Và chúng mình hãy học tập bạn ong nhé. Khi chúng mình đang làm việc hoặc là chúng mình đang học bài thì chúng mình hãy làm việc xong hoặc là làm bài xong rồi chúng mình hãy được đi làm việc khác nhé, hoặc là chúng mình mới được đi chơi nhé. Như vậy thì khi chúng mình làm việc hoặc học tập mới mang lại được kết quả cao. Và khi chúng mình làm việc xong hoặc là học xong thì chúng mình đi chơi sẽ cảm thấy vui hơn rất là nhiều đấy. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc ong và bướm rồi. Và cảm ơn bạn ong rất nhiều vì đã mang đến cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá đúng không nào? Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc buổi học ngày hôm nay của chúng mình rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé!